Với tốc độ phát triển của ngành công nghệ, rác điện tử đang gia tăng rất nhanh so với các loại rác thải khác. Trong đó, pin được liệt kê vào danh mục rác thải độc hại, lượng thủy ngân có trong pin cũ có thể gây ô nhiễm nguồn nước hoặc đất trong thời gian dài. Pin cũ nếu không được thu gom và xử lý đúng cách sẽ tác động đến môi trường và con người. Bởi một viên pin đã qua sử dụng thải ra môi trường có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 mét khối đất trong vòng 50 năm. Thưa quý vị, trong mỗi gia đình chúng ta đều sử dụng thiết bị điện tử có sử dụng pin. Khi pin không còn giá trị sử dụng thì đa số chúng ta có thói quen bỏ chung cùng với các loại rác thải thông thường. Chính thói quen này đang trực tiếp hủy hoại môi trường sống của chúng ta một cách thầm lặng. Tạo dựng một thói quen trong xử lý pin cũ như thu gom pin để đưa chúng đến nhà máy tái chế là việc làm rất cần thiết để góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Đây là một buổi thu gom pin cũ vào tối thứ Năm hàng tuần tại chùa Linh Sơn Cổ Tự, thành phố Vũng Tàu do các bạn thuộc thành viên nhóm Hội Yêu Rác triển khai gần 2 tháng nay. Sau gần 2 tháng thu gom, hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và các bạn trẻ. Khi mà hoạt động này được tổ chức thì không chỉ bản thân em mà tất cả mọi người đều biết được là cái việc tác hại của một viên pin thải ra môi trường là nó rất là ô nhiễm, và nó ô nhiễm rất là trong một thời gian rất là lâu. Dạ, và khi mà một mình em biết hoặc là bạn bè biết thì mọi người có thể giới thiệu cho những người khác, ví dụ như từ đồng nghiệp hoặc là mọi người xung quanh, mọi người cùng ý thức được cái việc bảo vệ môi trường. Và em thấy là sau khi mà hoạt động này được tổ chức thì rất là nhiều người đã mang pin về để đưa cho tổ chức. Bản thân gia đình em thì cũng xài cũng kha khá pin. Dạ, thì mỗi tháng thì em cũng sẽ gom lại pin của trong gia đình của mình, và em cũng đi qua các làng xóm và những người xung quanh để em hỏi là mọi người có cần gom rác pin dùng cho không ạ? Tại vì em cũng có nói với mọi người về cái tác hại của một viên pin xảy ra môi trường như vậy. Và ngoài cái việc mà em phổ biến với lại hàng xóm láng giềng thì em cũng nói với lại những đồng nghiệp trên công ty của mình là mọi người có những pin mà đã sử dụng xong rồi thì có thể là đưa cho em để em gửi về cho tổ chức ạ. Yeah. Thì trước đây thì em không có quan tâm nhiều đến cái tác hại của pin khi mà xả ra ngoài môi trường ấy, thì thường em dùng xong thì em vứt vào thùng rác. Thì khi mà để biết đến cái chiến dịch này thì em rất là vui vì được góp ích một phần cho xã hội. Từ đó thì em ý thức hơn và cùng kêu gọi những người bạn rồi người thân là khi mà dùng xong pin thì hãy thu gom lại, tích trữ những cái pin dùng hết để gom lại, tránh vứt vào thùng rác hay là xả ra ngoài môi trường. Từ ngày nhận được thông tin có nơi thu gom pin cũ đã qua sử dụng và biết được tác hại của pin cũ ra môi trường, thì gia đình chị Nguyễn Thị Thoa, ngụ tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, đã dành riêng hũ nhựa để bỏ pin đã qua sử dụng, rồi sau đó sẽ gửi đến các thành viên thuộc Hội Yêu Rác. Cách này đã hình thành thói quen không những cho những người trong gia đình chị trong việc phân loại rác thải sinh hoạt, mà chị Thoa còn vận động hàng xóm cùng thực hiện việc phân loại chất thải pin. Thì gia đình tôi khi mà thực hiện theo cái lời khuyên của Hội Yêu Rác, chúng tôi đã phân loại rác, rác thải trong gia đình, phân loại rác hữu cơ, rồi rác vô cơ, để mà khi đưa ra ngoài rác của nhà nước thì chúng tôi cũng phân loại. Trong cái loại phân loại rác thì chúng tôi có phân loại một cái loại rác, đó là rác loại pin. Cái loại pin này thì chúng tôi đã thực hiện, và mỗi ngày cái lượng rác này không nhiều, mà có thể là một vài tuần nó là một tháng thì mới có lại pin đó. Nhưng mà chúng tôi thực hiện là dùng cái hộp để một cái góc quy định của gia đình để bỏ pin vào đó. Và sau khi đã gom được số lượng nhiều, chúng tôi nộp cho Hội Yêu Rác. Và trong quá trình mà hỗ trợ cho Hội Yêu Rác thực hiện gom pin ấy, thì bản thân gia đình thấy là nó rất là nhiều lợi ích, nên là đã vận động bà con hàng xóm gom pin, đặc biệt là vận động những bạn thanh niên trẻ ở trong các gia đình gom pin để mà gom đến cái địa điểm của các điểm sinh hoạt của chúng thanh niên của Hội Yêu Rác
để mà lan tỏa cho mọi người biết về tác hại của việc gom pin và giúp bảo vệ môi trường. Cũng như gia đình chị Thoa, gia đình anh Nguyễn Ngọc Quyết ngụ tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa rất tích cực hưởng ứng việc thu gom pin cũ độc hại. Theo anh Quyết, dù thiết bị trong nhà sử dụng pin không nhiều mà chủ yếu là pin sử dụng trong đồ chơi của con trai. Tuy nhiên, anh đã thu gom pin cũ, bỏ riêng vào một bịch và thu gom thêm của hàng xóm xung quanh. Khi số lượng nhiều, anh sẽ gọi cho thành viên trong hội yêu rác đến thu gom. Một cái cục pin nhỏ xíu này thôi, nhưng có thể là sẽ làm cho một khối đất hoặc là có thể là bị ô nhiễm tới mấy chục năm lận. Thì mình nghĩ là với cái thông tin như vậy, mình thấy là cái pin mà bỏ ra môi trường thì quá nguy hiểm, tại vì nó sẽ làm hại cái môi trường, tàn phá môi trường quá nhiều. Nên là mình thấy cái việc đi thu gom này nó rất là ý nghĩa. Nên là mình không phải là tôi không phải là thu gom của nhà tôi, và tôi gom cả của hàng xóm để tôi mang về tập kết, và cũng vận động hàng xóm và những người tôi quen biết là nên làm cái việc ấy để mình tạo cái môi trường tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Chương trình thu gom pin cũ do các thành viên hội yêu rác triển khai từ tháng 10 năm 2023 đến nay đã thu gần 65 kg pin, tương đương với 3.500 viên pin cũ. Từ khi mà em biết được hoạt động của nhóm thì em thấy được là từ trước đến giờ em đã sử dụng pin một cách là bỏ rác rất là bừa bãi, chứ không có gom lại để riêng pin mỗi một bịch rác riêng hoặc là để rác sinh hoạt ở nhà riêng. Và từ khi mà em biết được là tác hại của một viên pin khi mà xảy ra môi trường thì làm nó sẽ ô nhiễm là 500ml nước và 1 mét khối đất trong vòng 50 năm. Và từ khi mà em biết được cái hoạt động ý nghĩa này thì em đã gom lại pin của mình và gửi cho hoạt động để vì một cái mục tiêu là hành tinh xanh. Đã từ lâu biết được cái tác hại của việc là rác thải pin ra môi trường. Khi mà loại pin này mà lấn vào những cái loại rác thải thông thường trong gia đình ấy, thì nó gây hại rất là nhiều, và nó nhiễm vào đất và nước thì nó gây hại về sức khỏe cho con người về lâu dài. Vì vậy mà hiểu được cái tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Để hoạt động thu gom pin cũ có sức lan tỏa, các thành viên trong nhóm thường xuyên đăng tải lên các trang mạng xã hội để nhiều người biết chương trình này. Ngoài ra, tại thành phố Bà Rịa, do chưa tổ chức được điểm thu gom pin cũ tập trung, các thành viên trong nhóm gửi số điện thoại nóng để người dân gọi đến khi có rác pin, và các thành viên sẽ phân công nhau đến nhà dân để thu gom số pin cũ. Theo kế hoạch, cứ mỗi tháng, các thành viên trong nhóm sẽ tổ chức đi thu gom pin khi có điện thoại từ người dân và sẽ chuyển đến các địa điểm tái chế để xử lý cho đúng quy trình để đảm bảo môi trường. Sau khi mà chúng em tổ chức ra như vậy thì có rất là nhiều các bạn ở trong nhóm, trong hội yêu rác thuộc chủ thanh niên rất là hưởng ứng, rất là nhiệt tình, vì mọi người biết những cái tác hại rất là độc hại từ pin mà xả ra môi trường rồi, nên những cái mọi người ở trong gia đình á, mọi người khi mà sau khi sử dụng pin xong rồi thì mọi người cất lại và nhà nào cũng có cất như vậy trong nhóm. Rồi khi hoạt động diễn ra thì mọi người đến hưởng ứng rất là tích cực, đến đưa pin để rất là nhiều. Và ngoài ra thì sau khi mà cái chương trình được tổ chức á, thì có rất là nhiều các người dân ở khu vực thành phố Vũng Tàu này rất hưởng ứng rất là nhiều. Thì qua những cái mọi người rất tích cực như vậy á, thì em cũng rất là vui này, bởi vì nhiều người quan tâm đến môi trường, nhiều người có lòng yêu môi trường. Ở Vũng Tàu thì sắp tới thì chúng em sẽ rất là mong muốn được lan tỏa cái chương trình này đến với các công ty, các phường, đặc biệt là các trường học. Thì bên em đang thiết kế lại một cái nhà giống như là cái ngôi nhà của pin vậy đó, để gửi tới các trường, để các trường có thể để ở trong trường học và các em học sinh đến và bỏ đó được rộng rãi hơn. Pin là nguồn năng lượng khá thông dụng, dễ bắt gặp trong các thiết bị như remote TV, máy lạnh, chuột vi tính và thiết bị điện tử khác. Và pin chỉ chiếm phần rất nhỏ trong lượng rác thải phát sinh hàng ngày, nhưng nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường rất nghiêm trọng, để lại tác hại lâu dài và đặc biệt khó loại bỏ khi các thành phần kim loại nặng được giải phóng ra môi trường như thủy ngân, chì và cadmium, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Nếu pin được chôn lấp bừa bãi, các hóa chất trong pin có thể thấm vào đất, gây ô nhiễm đến nguồn nước và đất đến 50 năm sau.
Trong trường hợp được xử lý bằng cách đốt, các hóa chất có thể gây ô nhiễm không khí và trực tiếp tác động xấu đến sức khỏe con người. Sau khi mà hoạt động của thu gom pin được diễn ra và được các bạn trong hội đăng lên trang các trang mạng xã hội ấy, thì nhiều cái sự lan tỏa được đến với người dân. Sau khi mà tụi em thu pin như vậy thì sẽ đến đưa đến cái công ty xử lý, thì đưa đến đó để công ty có thể xử lý giúp tụi em cái số pin cũ đó. Phương hướng sắp tới của tụi em là được kết hợp với các bên đoàn phường, các trường, các cơ quan để mà có những cái thùng pin gom tại ở cơ quan trường học luôn, để giúp lan tỏa được cái hành động là thu gom pin cũ để mà bảo vệ môi trường. Tại vì ai cũng biết được tác hại của pin rất là lớn. Với thông điệp hành trình xanh vì hành tinh này, hội URAC mong muốn là cái chương trình thu gom pin cũ này sẽ được lan rộng trên toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi chúng em đang sinh sống, và sẽ được lan tỏa ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Việc truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường bằng việc thu gom từng viên pin ngay tại khu vực dân cư sinh sống sẽ giúp cho thế hệ trẻ hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc nâng cao ý thức bảo vệ cuộc sống xanh và nhận thấy sự nguy hiểm khi thải pin đã qua sử dụng vào môi trường sống. Chính vì vậy, việc tạo ra phong trào thu gom pin không chỉ hạn chế được số lượng pin bị vứt bừa bãi, mà còn góp phần nâng cao ý thức của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường.